Hello, Quang xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy anh em. Trước mặt cả nhà là chiếc Quang Alpha nha, Quang Alpha lốc trắng đời 24 nha mọi người. Tình trạng xe là máy im zin. Đầu nồi zin nha anh em, chưa làm nha. Chắc xe còn khá zin đẹp liên lạc nha anh em. Cái bộ nè. Cái này thì Quang bán 2 mấy triệu nha. Anh em có nhu cầu xe này thì alo cho Quang nha anh em. Máy im chắc, đi nhẹ. Áo tem đẹp liên lạc nha anh em. Bạc cũng khá nè. Năm sản xuất 24. Xe này thì sườn bọng này kia cũng một bọc đó. Nè mọi người. Cầu gấp đẹp luôn nha. Sườn xinh chanh nè. Ủa nổ anh em nghe luôn. Hơi như dép ít vậy mọi người. Hai mấy triệu nha anh em. Hồ sơ quan bao cho anh em nha. Anh em có nhu cầu xe này thì alo. Alo Zalo liên hệ các bạn với Quang nha. 0909584394. Hoặc là anh em có thể gọi trực tiếp nha. 0345386505. Máy yên chắc nha mọi người. Máy ghim, đầu lòng ghim. Kèm trước sau còn thay xe một đôi nha anh em. Mã là CD nha. Ốc cốt còn giả hơn cả này. Áo hải tư mọi người. Nhà xem video chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ Quang nha. Quang còn chiếc lốp trắng chữ công nữa, máy cũng dữ lắm, máy zin luôn. Đây nè, chiếc này thì 10 mấy triệu thôi, nhưng mà được cái máy chắc lắm, ngon nè, ngon nè. Chữ công đi bóc lắm nha mọi người. Xăng con này rất là đẹp luôn, xăng con zin luôn nha anh em. Áo thật xe nha. Chiếc này dành cho anh em ít lúa nè, giá vừa chơi nè. Có bự cái nha, Quang chưa gáp lại. Mới mở ra vệ sinh thôi mọi người. Đầu HP anh nha anh em. Con bắt đầu phải ngót mọi người, ngon nè. Sạch sẽ khô gáo như này, còn máy giữa đây. Ở ngoài thì quay anh em dễ coi hơn nha. Ốc chơi máy nè.
sơn lóc ghim luôn nè. Bộ theo xe luôn nha mọi người. Nồi cũng lốp cốp nha anh em. Đầu lòng là bao bít cho anh em luôn. Hơi ống hỉnh nè. Bộ có sơn luôn nè, đầm to nè. Hơi lực đó nè, lên ga cảm giác dội dội luôn á. Đèn cực kỳ trong luôn. Và tắt máy con kia cho anh em nghe cho rõ nha. Chiếc này 204. Chiếc này 2 máy nè, xe chắc xe còn đẹp quá. Xe bình xăng nè. Cực kỳ luôn mọi người. Đánh bát luôn nè. Sâu nè. Mua cái xe này yên tâm anh em. Yên tâm về chất lượng nha. Để bạn quay chiếc này cho anh em nghe tiếng máy rõ hơn. Hơi máy nhà te mọi người. Dứt khoát nha, lên cái nào chắc cho đấy. Hơi xấu đây chút. Tôm bùa có sơn em. Trong xe được máy giữ thôi, còn lông lá thì tạm được thôi nha anh em. Chiếc kia lông lá đẹp hơn. Dành cho anh em đi cài đi kia đó. Mấy dòng nó trắng chữ công bền lắm, trâu bò lắm. Xe có sao qua nói vậy nha. Ba vẫn đang nổi rồi. Ngoài đường hơi ồn á, sợ ném nghe. Máy 00 đời 203. Áo theo xe. Ốc tán cũng tạm nha anh em. Máy ghim. Đầu lòng ghim chưa gớt. Trong yên này nè. Còn cái hộp để đồ nha, Quang chưa có đầy lại. Sẵn đi quay cho anh em xem luôn. Không có một mọt đâu nha anh em. Nè. Xét xét thôi, chóc chóc cái sơn thôi, nhưng không có một đâu.
xăng gin này. Rồi anh em có nhu cầu hai chiếc xe này thì alo Zalo liên hệ cho Quang nha. Địa chỉ tìm Quang anh em. Quang có nhận đóng phạt online đó nha. Nói chuyện tòa án Nguyễn Tử Cần nha anh em. Anh em ở xa qua có thể tìm tòa search Google tòa án dân Nguyễn Tử Cần hoặc là search cửa hàng xe máy Tăng Tiến á. Quang cũng để định vị trên đó đó. Anh em cứ theo bản đồ đi nha. Rồi, rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.